Xin chào, đây là bạn Bách nhà mình. Sau khi học xong cái quyển La La Baby này được khoảng một thời gian ấy, thì hôm nay mình sẽ thử cùng các bạn sẽ kiểm tra bạn ấy phép tính cộng trừ cộng xem nào. Bởi vì mình đã dạy bạn ấy và bạn ấy khá nhớ là cộng trong phạm vi 10 rồi. Bây giờ ba hỏi Bách nhá, được không? 1 cộng 1 bằng? Trả lời to lên cho ba nhá, được không? Ngồi bình thường nào. 2 cộng 2 bằng? Bằng mấy? 2 cộng 2 bằng? Trả lời đúng chính xác nào? Mấy nhỉ? Chính xác chưa? Dây tay cái nào. Đập tay với bạn. Rồi. 3 cộng 4 bằng? 4 cộng 5 bằng? 9. Bằng mấy? 9. 9 cộng 1 bằng? 10. 8 cộng 1 bằng? 9. Con có thể giở sách ra đọc cho ba một vài phép trừ được không? Một vài phép cộng được không? Yeah. Rồi ok. Tính nha, được không? Chỗ này là làm quen phần đầu tiên này, sẽ cho làm quen với mặt các con số này. Bạn này nhà mình mới có hơn 3 tuổi nên không thể viết được. Do đó những cái phần viết này thì chỉ để cho bạn ấy tô nghịch thôi, chứ cũng không chưa dùng được nhiều bởi vì tay trẻ con nó chưa cứng ấy. Còn đây, bạn ấy thích chơi ở cái phần sau này. Đây, nó có rất nhiều bài học để cho các bạn ấy. Đây, chỗ này có thể đếm được bao nhiêu chùm nho? Con đếm, nghĩa là có bài tập đếm này. Thật không? Chính xác chưa? Chính xác rồi. Viết số 9 vào đâu? Con có biết viết được số 9 không? Không đúng không? Con chỉ viết số 8 và số 1 thôi. Thế à, con chỉ được viết hai số đấy thôi à? Rồi, thế bên này cũng là một bài tập đếm để nhận mặt số này. Đâu, chúng ta sẽ đếm đầu tiên là đếm. Con biết 5 nữa. Giỏi nhờ. Ngồi xuống đi con. Nào, bên này nữa, cũng vẫn là những cái bài tập số đếm đúng không? Tập đếm số, và bây giờ sẽ đếm phép cộng này. 2 cái bánh cộng 1 cái bánh bằng bằng mấy? Trả lời to lên cho ba nghe xem nào. Bằng 6 cái bánh bằng 3 cái bánh. Sao lại thế? Nghĩa chính xác là bao nhiêu? 2 cái bánh cộng 1 cái bánh bằng? Chính xác rồi. Con tiếp tục đếm mấy cái. 2 kẹo mút cộng 2 kẹo mút bằng 4 kẹo mút. Đúng rồi. 3 bánh cộng 2 bánh bằng 5 bánh. Chính xác. 1 cây kem ốc quế cộng 1 cây kem ốc quế bằng 2 kem ốc quế. Chính xác luôn, đúng không? Còn đây là những cái chỗ khác. Đây, tiếp tục. Ơi. Bỏ qua cái đấy đi. Làm cái bên này được không? Bên này sẽ có 2 thùng rác cộng 2 thùng rác sẽ bằng mấy? 4 thùng rác. Chính xác không? Chọn đáp án đúng không? Đây nó sẽ có hai cái đáp án, một cái sai này. Một ô tô cộng 2 ô tô bằng 5 ô tô, đúng hay sai? Sai. Thế bằng mấy? 3. Đúng không? Ừ. Đúng rồi, đây là những cái bài có nhiều số hơn, nhưng mà cái quyển này dành cho các bạn nhỏ lên phạm vi cộng chỉ từ trong cái phạm vi 10 thôi. Đây, học bài này cho nó nhiều ấy đi được không? 3 cộng 7 bằng? Đúng không? Chính xác không? Chính xác. 8 cộng 2 bằng? 4 cộng 6 bằng? Và bên này là 5 cộng 3 bằng? 5 cộng 3 mà. 5 cộng 3. Ừ, tính 5 đi. 3. Ừ, bằng. Bằng mấy? Bằng mấy đấy nhỉ? Đấy, bạn này có thể chịu tính ngón tay mà. 3. Đúng không? Đúng. 5 cộng 3 bằng? 3. Rồi, ngồi xuống làm tiếp nào con. 7 cộng 2 bằng? 7 cộng 2 bằng? Bằng mấy nhỉ? Bằng mấy? Thôi con đếm luôn trong sách này cho nhanh, không cần tính ngón tay nữa, đếm luôn trong sách nào. Đúng rồi, bằng mấy? Thế 4 cộng 1? 5. Đúng rồi, trả lời rất chuẩn luôn, đúng không? Còn một cái nữa đây này. 8 cộng 2 đúng không? Đúng. 8 cộng 2 bằng? Chính xác luôn. Nào, thế bây giờ tính phép trừ nhá, được không? Tính phép trừ thôi. Đây, có 6 quả dâu tây, trừ đi 2 quả dâu tây còn? 2. 6 quả trừ 2 mà, để tính đi, con tính bằng sách luôn, nhanh lên. 6 quả trừ 2 bằng 4. Bằng mấy? Thế 4 quả lại trừ tiếp đi 1 còn? 3. Thế 5 quả trừ đi 2 bằng? 5. Bằng mấy? 3. Chính xác luôn. Thế đây là một quyển sách khá ok để giúp các bạn nhỏ có thể học và làm quen với những con số nhé. Các ba mẹ mà có nhu cầu mua cái quyển sách này thì có thể tham khảo ở cái link mình sẽ để phần mô tả bên dưới nhé. Và ngoài quyển sách này thì các bạn có thể tham khảo một số sản phẩm nữa để cho các con học phép cộng phép trừ, ví dụ như là que tính hoặc là những cái bảng số đếm. Các ba mẹ có thể tham khảo thêm về để bổ sung vào một số hoạt động cho con chơi ở nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ.